Xin chào quý bà con ha. Thì hôm nay Danh xin giới thiệu với những anh cần thủ cái vợt để mình đi câu cá nha. Vợt này là vợt cán dài 1,6 và có thể gấp lại được đó. Gần lại cái pin đó. Thì đây là cái vợt đang gấp ha đó. Mình mở ra thì nó sẽ lớn như vậy đó. Giờ mình sẽ đút vô ngóc này đó, rồi dặn vô cái cán. Cán thì nó có hai loại nha, cán bằng inox và cán nhôm đó. Đây mình sẽ dặn vô. Đây dặn sát vô. Rồi cứng rồi. Thì cái cán này nè, xa ra biển cán này mình có thể tăng đưa dài ra nữa được nha. Đó, rút dài ra, dài vậy luôn nè. Đó, thì cái này cũng là 1,6 nè. Đó, cái cán là 1,6 chưa kể cái phần vợt phía trên nữa. Đó, rồi mình có thể thu ngắn lại nè. Rồi khi mà câu xong á thì mình có thể gỡ ra để mình đi gấp gọn làm đem về cho nó gọn ha. Đó, tương tự với cái cán nhôm cũng như vậy. Đây gỡ ra rồi mình gấp lại đó, gấp gọn lại vấn lại đó. Thì đây là cái sản phẩm mới nhất ở bên Danh. Thì quý bà con nào mà có nhu cầu á thì hãy liên hệ với Danh qua số điện thoại là 0778 282 282. Có hai loại là cần cái cây bằng inox và cây này bằng nhôm đó. Thì quý bà con nào có nhu cầu thì liên hệ với Danh nha, 0778 282 282 nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Xin chào.